Xin chào cả nhà. Thì hiện tại mình đang đi chơi ở khu du lịch sinh thái vùng biên. Cái này là ấp Tân Hòa Thuận, xã Tân Hội, tỉnh Đồng Tháp. Mình chuẩn bị vào trong. Và hôm nay ngày Tết Tây mà giờ này mình đi chắc trưa quá, cho nên là khách du lịch trưa quá cho nên cũng vắng. Đây thì mình mua vé để vào cổng luôn cả nha. Người lớn thì 20.000. Rồi thì bây giờ mời cả nhà vào trong tham quan với mình nha. Nhiều trái cây thôi cả nhà. Trời ơi, cái gì ngồi ơi. Cây bưởi. Trái gì mà to thế. Đây là bưởi gì mà trái to dữ cưng? Bưởi da xanh. Ồ, bưởi da xanh ha. Rồi, giờ mình đi vào trong tiếp nha cả nhà. Bên trong khung cảnh rất là đẹp đó nha. Rất là đẹp cả nhà ơi. Trang trí những chiếc mái lá dễ thương ha. Giờ này mình đi cũng trưa rồi cho nên nó ít khách. Giờ này biết sao nắng vô. Giờ này chắc khách mới về hết, còn ít khách. Đi đây mà khoảng rất sáng, rất nhìn đẹp lắm cả nhà. Khu vườn sinh thái ở Hồng Ngự này thì cũng gần nhà mình, nhưng mình chỉ mới đi lần đầu thôi. Vô trong đây vườn cam á, rất là mát luôn. Nhưng mà mình chỉ tham quan thôi nghe cả nhà, chứ đặc biệt mình không có được hái. Nãy mình vào cổng người lớn là 20.000, trẻ em là 10.000. Mình chỉ tham quan thôi chứ cây trái thì mình không có được hái.
Chưa vắng khách quá. Thấy anh tí chi mặc đồng phục đẹp. Giờ này mình thấy khách với lê gai lại nè. Chết mày bị quên. Phải là ít khách. Cha chồng nào trái quá trời. Cha này chồng lâu mới trái bị. Giờ này khách tham quan vô nhiều rồi cả nhà. Gì đó. Sao mày gửi lại nha. Giờ này thì khách vô lây ra nha. Tại vì cái khu du lịch này cũng mới mở ra đó, cho nên là khách tham quan cũng ít biết đến. Dạ, hai cái này. Cái này. Đây là cổng vô nè cả nhà. Không, để mua vé rồi đó không? Mua rồi hết rồi. Rồi hả? Vườn cam này rất là rộng lớn cả nhà. Ở dưới thì nuôi cá và trồng bông súng. Coi mấy em nhỏ và sườn rồi cả nhà. Và sườn dưa. Đi vô đây vừa tham quan vừa xuống nó bơi xuồng chơi cũng được nữa. Nó đang chụp hình. Mình đi dài dài ra. Cả nhà thấy rộng lớn không? Cái khu vườn du lịch sinh thái này khoảng 7 mẫu đất này cả nhà. Rất là rộng. Trưa nắng quá cả nhà ơi. Giờ mình đi dài ra, cái nãy giờ mình đi tham quan bên trong mà. Lên xuồng. Trời mấy em nhỏ tắm. Trưa nắng rồi mấy nhỏ xuống mấy nhỏ tắm. Khu vườn rất là rộng hết cả nhà. Chưa nắng nhưng mà khách tham quan cũng đi lai gai. Cả nhà thấy không? Nguyên một khu đất 7 mẫu. Dạ, quay vòng theo lời yêu cầu của anh thợ mộc.
Ở đây là đang chuẩn bị đóng bàn ghế làm thêm đó cả nhà. Tại khu du lịch này chỉ mới mở ra thôi, cho nên là người dân mình cũng chưa ít biết đến. Đây là nơi đậu xe. Cả nhà thấy không? 7 mẫu đất. Rất là rộng lớn luôn. Từ trên cao mình nhìn xuống này rất là lớn đó cả nhà. Xung quanh bên ngoài mình quay bao quát hết. Đi khu du lịch này thì thường ngày thứ bảy chủ nhật mới vui nghe cả nhà. Ngày thường thì ít khách. Cái việc ngày cuối tuần á là mới đông. Bình thường thì dân ở thành phố về nhiều. Thì đâu đến đây mình dừng nghe cả nhà. Nếu có dịp mời cả nhà đến khu du lịch vùng biên ấp Tân Hòa Thuận, xã Tân Hội, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp nghe cả nhà. Dụ hai người ta ngầu cái mấy giờ kia theo ngầu. Đến đây tham quan rất là thích luôn cả nhà.